Bình thường thì nếu mà sách đi mà không dùng dây này, mình có thể nhét vào bên trong này hoặc là mình để ở nhà luôn cũng được. Mà thực hiện clip nên Kỳ Lân để đây cho các chị hình dung. Rồi, tưởng tượng như chúng ta không mang theo đó ha. Riêng về cái hộp đồng hồ này, Kỳ Lân làm cái logo chữ Kaelin bằng vàng đúc, vàng y đúc ra, ao 750. Và này là hơn 3 chỉ vàng đúc ra, bằng khối đúc ra và mở ra như thế này. Và Kỳ Lân đã tính hết công năng rồi, cho dù chúng ta để cái quay hướng này chúng ta bấm vẫn được, và để như vậy bấm ra vẫn được. Và sau đó chúng ta sẽ mở ra. Em ơi, lấy giùm anh cái đồng hồ Patek Philippe hoặc là cái Rolex đó cũng được. Ok, cầm giùm anh nha. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em.